Hello anh em, thì bữa nay bên trại của mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái dòng cá Molly và những cái dòng cá bé màu đang có, và đặc biệt hơn là bé màu đợt này mình sẽ lên những cái hàng tuyển giống và chất lượng cho anh chị em mình tham khảo và làm giống ha. Và có những cái khuyến mãi, đợt này mình có khuyến mãi miễn phí ship đơn từ 300k trở lên nha anh em. Đó, anh em nào mà bắt đơn từ 300k trở lên ở bên trại của mình sẽ miễn phí ship cho anh em toàn quốc luôn ha. Thì mình sẽ quay từ dòng cho anh em xem. Thì đây là cái dòng cá đầu tiên nha anh em, là Molly Short Platinum đuôi án nha. Đó, xây cá nó hơn 2 tháng anh em ơi, xây này là xây chung á đó. Thì cái này mình sẽ bán cho anh em là 70k một con, còn anh chị em nào mua combo 10 con á thì sẽ là 650k. Rồi tiếp tục đó là dòng cá cũng là Molly luôn nha anh em đó, nhưng mà đây là Molly mắt xanh, Molly Short Platinum đuôi án mắt xanh nha anh em. Anh em thấy cái body nó rất là ngắn ha. Thì cái hàng mắt xanh này cái giá trị nó sẽ cao hơn anh em ơi, tại vì trong một bầy nó lên cũng không có nhiều á. Thì lúc trước bên chạy của mình là chuyên làm bể màu, nhưng mà hiện tại 6 tháng gần đây á thì mình có làm chuyển sang Molly á. Thì những cái bầy cá mà Molly mà để lên mắt xanh như thế này thì cái tỷ lệ nó ít đó anh em, nên là hiện tại trên thị trường cái giá nó sẽ còn rất là cao ha. Thì cái này mình đi cho anh em là 500k một cặp, một cặp là một trống và một mái nha anh em, có trống có mái đầy đủ cho anh em mình về để ghép sinh sản được ha. Rồi, tiếp tục là dòng cá Molly Short Platinum đuôi tròn nha anh em. Nhưng mà đây là mắt đỏ, nó cũng dạng thuộc là hàng Molly hết, nhưng mà đây là mắt đỏ. Thì cái hàng mắt đỏ này nó có cái bảy lên năm rất là sáng anh em thấy ha. Hồi nãy tới giờ là mình chỉ quay ở ngoài nắng là cái màu tự nhiên nhất có thể cho anh em xem. Thì cái hàng mắt đỏ mà đuôi tròn này giá nó mềm hơn đợt hổm mà mình bán cho anh em, đầu hổm mình bán cho anh em là 220 một cặp. Nhưng mà hiện tại bây giờ là mình bán cho anh em có 140 một cặp à. Đó, là có 70k một con á anh em. Còn anh chị em nào bắt 10 con á thì mình đi cho anh em là giá là 650k luôn ha. Đó. Rồi, ở đây thì mình sẽ nói về cái cách thức giao dịch khi mà anh em mua đơn hàng ở bên mình ha. Thì anh em muốn mua những cái dòng cá nào ở bên mình á thì anh em chụp màn hình lại, anh em gửi qua Zalo cho mình, rồi mình sẽ hỗ trợ và chốt đơn cho anh em. Thì trong cái quá trình mà vận chuyển tới tay anh em á thì mình sẽ bảo hành cá sống khỏe và đủ số lượng cho anh em mình nhận được. Lúc anh em mình nhận được có hao hụt hay là có cái vấn đề gì xảy ra thì bên trại của mình hoàn toàn chịu trách nhiệm hết nha. Đó. Rồi, ở đây là cái dòng cá Albino Silvergado nha anh em. Thì đợt này mình lên một cái bầy máy body ok hơn, một cái màu sắc cũng như là cái bộ đuôi nó sẽ to hơn. Cái dòng này chơi càng lâu càng ghiền anh em à. Lúc trước thì mình cũng không có may đâu, nhưng mà hiện tại gần đây mình chơi kiểu như mình ngắm nó ghét á, rồi xong rồi mình ghiền luôn. Thì hiện tại là mình cũng có số lượng để cung cấp cho anh em rồi ha. Thì cái này là sẽ là 60k một cặp nha anh em. Đó. Rồi, tiếp tục là dòng cá hàng chất lượng nha anh em. Hàng này trên thị trường thì còn rất là ít ha, rất là hiếm cho anh em mình săn nha. Thì đây là dòng xanh Platinum. Anh em thấy cái lưng ở trên thân á là nó full 7 Platinum, nó màu xanh nhìn rất là chất lượng nha. Và đặc biệt nó là hai cái tai bê rất là to luôn anh em thấy không? Đó. Hai cái tai bê lên như là tai bê Dumbo á anh em. Mình có ghi thêm cho anh em xem là tai bê to nha. Đó. Thì hàng này là hàng cũng như là hàng hiếm mà hàng tiễn giống bên chạy của mình. Thì mình đi cho anh em là 300k cho một chiêu nha anh em. Một chiêu là một trống và hai mái ha. Đó, là ba con. Tại vì dòng xanh này mình dư mái nhiều anh em ơi. Tất nhiên là mình sẽ bán cho anh em là trống mái cùng bầy cùng bộ với nhau nha anh em, để về cho anh em mà làm giống nha. Rồi tiếp tục là dòng cá sọt body nha anh em, là dòng đỏ Hmoon BDS dán sọt ha. Đó. Thì cái này anh em thấy là cái đuôi nó cũng khá là căng đê đó anh em. Có mấy con nó căng đê anh em nhìn nó rất là tha thước ha. Thì bộ này là bộ của Indo nha anh em. Có vảy Snakeskin á là bộ của Indo, là cái hiện tại mình đang quay cho anh em xem á, là dòng đỏ Indo ha. Thì cái này mình sẽ đi cho anh em là 130k một cặp nha anh em. Thì combo 5 cặp như trong clip luôn. Thì hiện tại là mình chỉ lựa được 5 cặp như trong clip thôi. Thì anh em nào mà bắt hết luôn á thì sẽ là 550k ha. Đó. Cá nó rất là lanh và sung và khỏe anh em ơi. Đang ăn nhặt tôm mía nhìn rất là tha thước luôn. Rồi, tiếp tục lên hàng tiễn giống này anh em ơi, là hàng Will Coi Sọt Ghi Bông Finsi đỏ. Anh em thấy cái Finsi nó màu đỏ màu cam á anh em, nhìn rất là chất lượng ha. Và cái body nó ngắn nữa. Đó. Lên cái màu coi rất là tốt, cái màu đầu đỏ coi á anh em. Thì cái này là hàng tiễn ở bên chợ của mình. Nên là mình đi cho anh em là 130k một cặp. Nói chung là cũng không có nhiều đâu anh em, tại vì những cái bầy này á là những cái bầy cá mà đầu tiên mình cho sinh sản ra cũng như là F1 á, nên là không chưa có cái số lượng nhiều để cho mà anh em mua combo được. Thì anh em nào mua 5 cặp thì mình sẽ đi là 600 đi ha. Đó. Tại vì chưa có nhiều anh em ơi, nên là mình đi cho anh em là 130k một cặp ha, hàng chất lượng nha anh em.
Rồi tiếp tục là dòng cá Fulgate Blue Air. Thì cái dòng cá này anh em theo dõi kênh của mình thì cũng khá là quen thuộc ha. Thì bữa nay mình làm một cái clip mới để mình quay cho anh em xem là những cái dòng cá thực tế hiện tại cho anh em xem. Ở đây là mình đang quay ở dưới nắng nha anh em. Anh em thấy là những có cái tia nắng nó chiếu vô đó. Và ở dưới là một cái nền đen. Cái lúc mà anh em mình nhận được á, là con cá nó cái màu nó sẽ nhạt hơn như lúc hiện tại mình đang quay cho anh em xem ha. Tại vì nó bị ảnh hưởng màu ở trong cái thùng xốp đó anh em. Thùng xốp mình đóng đi cho anh em thì nó là màu trắng. Cộng thêm nữa là ảnh hưởng nó bị nhát đó anh em. Đó, mình đóng bọc nó bị nhát á. Thì anh em về dưỡng tầm 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Anh em dưỡng trong cái nền đen á, cái nền nuôi màu đen thì con cá nó sẽ lại màu nha. Rồi tiếp tục là dòng gồng đỏ anh em ơi, gồng đỏ Hormon Pedet mà size này là size 3 tháng anh em, size này là size to á. Anh em thấy là nhìn rất là to ha. Mình để khoảng 10 con thôi mà nó muốn bích luôn cái keo xô của mình á. Thì gồng đỏ Hormon Pedet này size lớn, size 3 tháng này á, mình đi cho anh em là 120k một cặp. Còn anh em bắt combo 4 cặp thì sẽ là 400k. Thì đợt này đơn từ 300k cho nên là mình miễn phí ship cho anh em rồi. Và anh em được quyền kiểm tra cá của mình mua trước khi thanh toán tiền cho shipper ha. Anh em thấy cái bộ gồng này nó nhìn rất, cái body này rất là lật ha. Thường thường những cái bộ gồng Hormone của mình á, mình làm mấy cái body nhìn rất là căng to luôn nè. Đây cái này anh em, đây là gồng xanh nè, anh em thấy cái body ha, body của con trống gồng xanh á. Tại vì gồng thì chủ yếu là con cá trống anh em, con cá trống mà cái body nó to á, thì anh em mình chơi mới được lâu được. Còn cái body mà nó mỏng á là cá chơi không được lâu anh em ơi, chơi khoảng 3 tháng thôi là nó dí máy hết được rồi. Đó. Nên là mình rất là quan trọng cá chấm luôn. Nên là mình làm body chấm rất là to ha. Cái này là gồng xanh Hormone Pedet nha anh em. Đuôi to với lưng to ha. Hồi nãy là màu đỏ, chỗ này là màu xanh. Cái này mình đi cho anh em là bằng giá gồng đỏ luôn. Đúng ra là giá nó sẽ cao hơn. Tại vì nó khó làm hơn đó nè. Nhưng mà mình bán cho anh em là lồng giá luôn là 120k một cặp nha. Còn anh chị em nào bắt combo 4 cặp á thì sẽ là 400k. Mình có để thêm cho anh em là một cá máy cho anh em xem á, là có chấm máy đầy đủ luôn. Rồi tiếp tục là hàng tiễn đó nha anh em, là full gold gibbon finchi tai bê bớm full nắp sành ha. Ở đây là mình xô ngang cho anh em xem, cho anh em xem là những cái cọng gibbon và những cái vây lưng các finchi đó nè. Cái finchi ở trên vây lưng á nhìn rất là tha thước ha. Đó thì đây là full gold gibbon finchi tai bê bớm full nắp sành nha anh em. Hàng này là hàng tiễn cái quan trọng của mình ha. Thì mình sẽ đi cho anh em là 180k một cặp. Còn anh chị em nào bắt combo 3 cặp á thì sẽ là 500k đó. Thì đợt này hàng lựa hàng tiễn như thế này á thì bên chạy mình lên có khoảng 20 đôi á nè, 20 đôi hàng như thế này ha. Từ anh em nào mà bắt 10 đôi hay là 15 đôi vậy á thì mình sẽ giảm giá xuống cho anh em mình bắt tiếp tục ha. Đó, rồi tiếp tục là dòng gồng đỏ đó anh em ơi, nhưng mà đây là gồng đỏ gibbon Hormone. Đó, anh em thấy con cái trống nó lên Hormone hết rồi ha, là lên đuôi tia và lên những cái vảy gồng nhìn rất là chất lượng luôn. Còn con cá máy thì nó có những cái vây lưng BDS và nó có những cái cọng ghi bông ở dưới bụng đó anh em. Thì đợt này mình lên cái xây cá này là mình còn có 5 cặp à. 5 cặp này là mình hết cái xây lớn này anh em ơi. Nên là mình đi cho anh em là 5 cặp là 400k ha. Còn lẻ là 100k một cặp. Cái này là mình bao cho anh em là cùng bộ luôn nha. Cùng bộ là cùng trống và cùng máy, nó cùng bộ gen với nhau, nó cho anh em mình làm giống á. Thì hết cái đợt gồng đỏ này á thì mình sẽ lên một cái bầy gồng đỏ tơi. Rồi tiếp tục là dòng cá chơi trên hồ kính, là chơi đuôi đó nè, chơi đuôi và chơi cái vây á. Đó, anh em thấy cái màu xanh nước biển nhìn rất là tha thước ha. Thì đây là blue da băng nha anh em, cái màu blue da băng BDS ha. Cái này anh em nào mà có hồ kính thì chơi hồ kính thì hết bài luôn, nhìn rất là mắt nha anh em. Cái này thì mình sẽ đi cho anh em là với cái giá cũ ha, là 50k một cặp. Còn anh chị em nào bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 200k đó. Ở đây mình bán 5 cặp là có đầy đủ và 5 trống và 5 máy cho anh em mình về để cho sinh sản và làm giống nha. Cái bộ blue da băng này ở bên mình thì được cái là cái màu nhìn rất là sạch nha anh em, nó không có bị nhiễm đỏ. Nhiều bộ gen nó có bị nhiễm đỏ trên thân đó nè, nhưng mà bộ của mình thì không có ha. Tiếp tục là dòng cá chơi trên hồ kính nha anh em ơi, là HB Yellow ha. Nó có sở hữu một cái là cái thân màu đen và cái đuôi màu vàng. Anh em thấy là cá chấm nhìn cái đuôi khá là to ha. Ở đây là mình quay có chấm có máy cho anh em xem luôn, là nó đồng thanh đồng thủ với nhau anh em. Thì cái này anh em mà theo dõi kênh của mình thì cũng biết rồi, lúc trước bán rất là chạy nha anh em, nhưng mà hiện tại là cũng như là ít người chơi cái bộ HB Yellow này á. Thì mình đi cho anh em là 40k một cặp. Còn anh chị em nào bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 150k ha. Đó, cá thì anh em thấy nó rất là lanh ha, rất là lanh và sung và khỏe luôn. Những cái thức ăn mà Atomia là mình đang cho ăn á nè, là anh em thấy nó ăn nhìn nó rất bắt màu, nhìn rất là lanh luôn. Rồi tiếp tục là dòng cá chơi top view nha anh em.
chơi top view là mình nhìn từ trên xuống á, giống như là mình đang quay cho anh em xem, là mình quay từ trên xuống nè, là Dumbo Big Air thân Platinum ha, vẫy trên thân rất là sáng nha anh em. Đó, quay ở này là mình quay ở ngoài trời anh em ơi, nên là kiểu như là đầy đủ ánh sáng á, thì nó sẽ đẩy cái vẫy kim tuyến ở trên thân nó lên á, nên là anh em nhìn sáng ha. Và sở hữu hai cái tơ bơi màu xanh rất là đậm luôn. Riêng về cái bộ Dumbo Big Air này á, thì mình sẽ bảo hành cho anh chị em mình làm giống luôn, bảo hành cái đời con, cái giá trị đời con nó lên giống bố mẹ nó, cái tỷ lệ nó rất là cao nha anh em. Cái này thì mình sẽ đi cho anh em là 60k một cặp. Còn anh chị em nào bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 250k. Rồi, tiếp tục là dòng cá chơi top wheel nữa anh em, là dòng gồng đỏ Platinum. Đó, là mình quay từ trên xuống nè, là anh em thấy có trống có máy đầy đủ luôn ha. Nó cũng có hai cái tơ bê luôn, nhưng mà hai cái tơ bê nó không có to bằng Dumbo nha anh em. Thì cái này mình sẽ đi cho anh em là với cái giá cũ là 40k một cặp. Còn anh chị em nào bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 150k. Thì đây cũng là một cái dòng cá cuối cùng trong một cái clip ngày hôm nay mà mình cập nhật cho anh em. Anh em mà muốn mua những cái dòng cá nào ở bên mình á, để anh em chụp màn hình lại, anh em gửi qua Zalo cho mình ha, hoặc là anh em gọi trực tiếp cho mình. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình. Chúc tất cả anh chị em mình nuôi cá thành công nha.